vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này thì mình sẽ chơi đó là chú thỏ Slim. Thì có rất chi là nhiều bạn bảo mình làm Slim đi, bởi vì thời điểm hiện tại Slim đi rừng cực kỳ là mạnh. Một trong những xạ thủ đi rừng được rất chi là ưa chuộng. Thì Slim là một con bài đó là về lết cân đô nha, nên là giai đoạn đầu game thì chắc chắn anh em cần farm đó là một xíu để có thể gia tăng cái lượng vàng, lượng đô. Để xíu nữa có thể là gánh tím và cân tím. Thì ở clip này mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc cũng như là phù hiệu dành cho Slim. Đối với Slim thì nói chung khi anh em mang xạ thủ đi rừng thì điều tốt yếu nhất đó là anh em phải giữ được vị trí để có thể chơi. Ok, pha này thì có một pha đó là giao tránh này. Hiện tại thì bị tém địch 3 quả cầu băng sướng, nhưng mà 6 cái quả cầu băng sướng rồi thì cũng lên bảng điểm số. Slim là một con bài đó là cân đô nha. Ôi pha này choáng trúng này. Một phát, hai phát. Ôi ôi thôi xong rồi. Pha này bị trù bắn rồi anh em ạ. Không có sự hiểu ý giữa mình và mịt tém mình anh em ạ. Nên là pha đó thì không ăn được màng theo nát. Khá đại đáng tiếc một xíu. Nhưng không sao cả. Dù sao thì pha đó mình cũng đó là không lên bảng điểm số. Chịu đám trù khá là nhiều một xíu ấy. Với Slim khi mạnh nhất đó là khi có khoảng đó là 3 đến 4 món đô, khi đó Slim bắn mới thấm và thốn được. Giai đoạn đầu game Slim cực kỳ là yếu nhá, anh em đừng có dài mà giáo tránh đầu game quá là nhiều. Thì phá đó vì sao mình lao cơ khí vào bùi thì chắc chắn trong bùi đó là có một người, mình phá đó là lao check map nha anh em, đấy đấy anh em thấy chưa. Thì khi mà lao cơ khí trúng thì sẽ được đó là tăng tốc chạy, nên là chắc chắn thì anh em sẽ biết đó là trong bùi có ai không. Nên là cây lao cơ khí thì không dừng đó là anh em trúng người mà anh em có thể là check bùi cực kỳ là tốt luôn. Tâm của lao cơ khí thì cũng khá xa nữa, check thì cũng khá là ổn. Nói chung khoảng tầm 3 đến 4 phút nữa, khi đó thì sức mạnh của Slim mới bắt đầu đó là phát huy tối đa. Thì bây giờ tận dụng cái khoảng thời gian đó là rừng tém địch chưa ăn bùa thì mình sẽ đó là tận dụng cái khoảng thời gian này ăn bùa nha anh em. Ôi bắt luôn đó là Slim tém địch này. Anh em đó bắt luôn đó là dốc cơ tém địch rồi, phá này dính láo cơ khí này. Dính láo của Slim mà càng xá thì choáng càng lâu nha anh em. Nên là để Slim về giai đoạn lết mà dính một lao cơ khí thì chỉ cần nhảy lại và chơi luôn thôi. Một lao và hai bắn là ăn ngay một màng khi mà Slim có đô. Thì bây giờ thì nói chung pha đỏ thì quay pha này lại choáng trúng nhưng mà không được rồi anh em ạ. Hiện tại thì tém địch lên khá là đông nên là mình sẽ quay trở về pha một xíu nữa nhá. Chơi Slim thì điểm mạnh của nó là gì? Điểm mạnh của nó thứ nhất đó là lao cơ khí trúng thì choáng lâu. Thứ hai, điểm mạnh của nó là về lết. Thứ ba, điểm mạnh của nó nữa là trong combat tổng, khi mà anh em bắn vai đòn đánh thương thì có đó là đạn xuyên thấu luôn anh em ạ. Rồi cái lao xuyên thấu luôn ấy. Thì khi đó lại cực kỳ là thốn trong combat tổng, bắn cực kỳ là phê luôn. Thỏ phế cỏ mà anh em. Ok, hiện tại thì có pha giao tranh uẩy lại choáng trúng rồi này. Đây anh em thấy chưa, chỉ cần choáng trúng là có màng à. Đã choáng trúng là auto có màng ấy. Hiện tại thì tém binh đó là bắn vào lấy trụ trước nhá, lấy trụ trước rồi bắn người sáu, rồi pha này choáng này. Chạy đấu này thì choáng phạt này, truyền thuyết rồi. Rất chỉ là đơn giản luôn. Nhưng mà quan trọng nhất đó là cái chiêu lao cơ khí nhá. Anh em lao trúng thì tốt, chứ không lao trúng thì phải bỏ chạy thôi. Tầm này thì đám cực kỳ là to rồi, mới level 12 thôi, xíu nữa level 15 thêm món đồ nữa. Bao phê luôn. Thì về bảng ngọc thì nói chung dành cho Slim thì mình sẽ lên bảng ngọc như sau. Do là Slim giai đoạn về lết mạnh nên là mình sẽ lên cho nó là ngọc đỏ. Tỷ lệ chỉ mang và sát thương chỉ mang nhá. Ngọc tím 3 viên hút máu 7 viên, tốc đánh tốc chạy, ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp.
Thực tế bảng ngọc này thì tốc đánh khá là ít, nhưng mà giai đoạn về lết thì bắn lại thấm. Còn anh em lên ngọc mà tốc đánh nhiều thì giai đoạn đầu game có vẻ là hơn một xíu, nhưng giai đoạn về lết thì đường sát thương gọi là không bằng. Mỗi cái thì có mỗi điểm mạnh khác nhau anh em ạ. Về phù hiệu thì mình sử dụng phù hiệu đó là ma tính nha anh em. Ma tính thì khá là phù hợp dành cho Slim ấy, giúp bộ combo của Slim sẽ nuột na hơn. Bùa sánh của tém địch thì cũng gần giá rồi nhá. Pha này thì quay lại dính lao cơ khí này, bắn được anh em ạ. Này bắn luôn ôi, nhưng mà hiện tại thì dọc cơ quay lại trúng dọc cơ kìa. Trận đấu này trúng dọc cơ hơi bị nhiều, nhớ pha này thì 1.5 thì chịu rồi anh em ạ. Pha đó mình khá là thấp máu nữa ấy, bị mang chấm dứt rồi. Nói chung về trang bị của Solin thì mình sẽ phân tích như sau. Đầu tiên thì sẽ lên cho nó đó là món đồ đi rừng rồi. Chắc chắn món đồ đi rừng thì mình sẽ lên cho nó đó là cúng bảo tố để tăng tốc đánh. Và trận đấu này tém bàn cổ không chỉ khá là cứng nha, ghi đú ấy, nên là mình sẽ lên cho nó đó là đôi giày kiến cương. Lỡ ghi đú khống chế thì mình có thể cưa quay được một xíu. Tiếp đến nữa thì mình sẽ lên cho nó đó là cái thanh kiếm. Rồi thường xuyên phá, nếu mà tém bên bàn mà có những vị tướng cực kỳ là trâu bò thì mình sẽ lên cho nó kiếm Muramasa nhé. Còn trận đấu này thì thực tế thì tém bàn cũng khá là máu giấy, nên là mình lên cho nó thường xuyên phá. Rồi sóng đáo bảo táp và cuối cùng giáp hùng mạnh thôi. Ok, lại có một màng dành cho mình rồi. Bây giờ thì sẽ tập trung đó là đẩy trù nha anh em. Mình vừa thấy là đợt bóng dáng dọc cơ đang đầy lẻ thì không biết nó chạy đường nào. Ôi, chắc có lẽ nó chạy đường kia về rồi anh em ạ. Ở trận đấu này thì tém bên mình có Alice, nói chung bảo kê xạ thủ cũng khá là tốt. Thì bây giờ thì mình sẽ ăn ta thân xế giá luôn nha anh em. Với tốc độ ăn ta thân xế giá của Slim thì cũng rất chỉ là nhanh. Rồi, lao cơ khí này, lại dính rồi này. Pha này chơi được anh em ạ. Lừa góc bắn nhanh em, mình cứ đứng góc này thì không ai tém địch bắt được mình ấy. Rồi, pha này chơi luôn này. Chạy đấu, một phát, hai phát này. Lao cơ khí, uầy, nó né được kia. Nhưng mà dù sao thì mình cũng có màng của Ghidu anh em ạ. Không ăn được màng của đó là tu lên tém địch, nhưng mà ăn được màng của Ghidu rồi. Một con rồng tiến phóng, lấy hai đường lính siêu cấp. Vậy là ổn rồi anh em ạ. Bây giờ về và phám và lấy đường siêu cấp còn lại thôi. Tém mình thì cũng đã lên bảng điểm số đó là 3 người rồi, nên là cũng chả dài gì mà tấn công vào cả. Bây giờ về đó là ăn những mục tiêu lớn còn lại, ví dụ như rồng, ví dụ như bùa. Rồi lại tiếp tục đó là giáo tránh, lấy đường lính siêu cấp còn lại thôi. Ở trung tâm này thì sơn liếm cực kỳ là khỏe rồi anh em ạ. Bắn cực kỳ là rát rồi ấy. Cái pha này mình phải uầy, tưởng chuẩn trúng ai dê là trúng ngay con xe anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ lừa góc này nhá. Góc này thì có vẻ là hợp hơn, dễ chạy hơn, bởi vì góc này thì chỉ cần Alice quăng chiêu cuối phát là ngón. Uầy, trúng xa thủ tém địch này, 1-2 này, lên bảng điểm số này. Pha này chơi luôn. Uầy, lại chuẩn trúng rồi kia. Đấy, bắn phát nào là thầm phát đó anh em ạ. Bắt luôn ghi đú này, double cứu này, triple cứu rồi này. Uầy, qua đa cứu này, bắn trụ chơi luôn anh em ạ. Mình có giáp hồ mạnh rồi, quá đa kill, mega kill đâu. Bắt luôn, mình đang có giáp hồ mạnh nha, mega kill rồi. Nhưng mà sợ không được anh em ạ, thời gian hơi lâu một xíu. Khá là đáng tiếc anh em ạ.
ăn được màn chấm dứt, nhưng mà cái kết thì không được cái quá đó, không được cái mega cứu. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình nhá. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh. Bye bye.